Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel review trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một sản phẩm rất là thân thuộc với cái căn bếp của mỗi gia đình Việt Nam chúng ta. Đó chính là một chai dầu ăn Mezan với dung tích là 2 lít. Đấy. Chai dầu ăn Mezan Gold cao cấp của hãng Mezan để được với dung tích là 2 lít này. Có là một cái sản phẩm rất là thân thuộc với căn bếp trong gia đình Việt Nam chúng ta. Đấy, nó sử dụng được cho rất là nhiều các cái món ăn trong gia đình, như chiên xào, nó rán, và nó là một cái loại thực phẩm mà giúp cho những món ăn của chúng ta thêm thơm ngon và tròn vị hơn. Đấy, với các thành phần từ đậu nành, dầu ô liu, cọ, dầu hướng dương tinh luyện, chất nhũ hóa 475, vitamin A, palmitate, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, chỉ số iốt là 6, tối thiểu là 60, là chỉ số chất lượng chủ yếu của cái sản phẩm dầu ăn Mezan này. Đấy. Với dung tích 2 lít này thì cái chai dầu ăn Mezan này của chúng ta được sẽ sử dụng được trong rất là nhiều món ăn ngon mà chúng ta thưởng thức. Đấy. Chúng ta có thể sử dụng nó để chiên, xào và rán các cái món như là nem này, xào thịt này, và các cái món ăn liên quan đến việc chiên xào, hoặc là sử dụng để làm các cái món salad trộn cũng rất là tuyệt vời. Với thiết kế là một chiếc bình với thiết kế rất là bắt mắt như thế này, một màu vàng nguyên của cái một màu vàng thật là rất là sáng, và cái phần logo của nó là một ông đầu bếp với cái gương mặt với một MasterChef ở trên cái logo của cái sản phẩm này, được chúng ta có thể sử dụng để chúng ta có thể làm được cho chúng ta một cái khả năng trở thành một siêu đầu bếp mà không cần phải quá nhiều công đoạn khác nhau. Đấy. Với dầu ăn cao cấp Mezan Gold được kết hợp hoàn hảo giữa ba loại là dầu tự nhiên cao cấp với khả năng chịu nhiệt cao, giúp giảm nguy cơ cháy khét cho các món ăn chiên xào và ngon khó cưỡng, xứng đáng là tuyệt phẩm chiên rán nhiệt độ cao trong không gian bếp của mọi gia đình Việt Nam. Và ngoài ra thì dầu ăn cao cấp Mezan Gold còn giàu các cái chất dinh dưỡng tự nhiên rất tốt cho sức khỏe, và dầu hướng dương, dầu vitamin E chống oxy hóa và hiệu quả. Đó là những cái ưu điểm của cái dầu ăn Mezan này. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái thành phần của cái dầu ăn Mezan. Và dầu ăn Mezan gồm có dầu đậu nành, dầu ô liu cọ, dầu hướng dương tinh luyện và chất nhũ hóa, với vitamin A, palmitate, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, cho chúng ta có một cái chai dầu ăn có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng và cực kỳ thơm ngon cho những cái món chiên xào rán của chúng ta. Với không sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu nên là sản phẩm này hoàn toàn từ tự nhiên, với tất cả với những cái vi chất dinh dưỡng được chiết xuất từ các loại tinh dầu của thiên nhiên, thì nó là một cái sản phẩm rất là an toàn với sức khỏe và cực kỳ tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và các bạn cũng nên bảo quản các cái loại thực phẩm này ở những cái nơi khô ráo thoáng mát và tránh xa ánh sáng mặt trời nhé. Đấy. Cái này sử dụng cho các cái món chiên này, xào này, nấu này, trộn salad này, làm bánh này và các món chay. Đấy. Cái này sử dụng hoàn toàn từ dầu thực vật nên là sử dụng các món chay rất là tốt. Đấy, và không phải đắn đo suy nghĩ về cái vấn đề sử dụng cả khi chúng ta nấu các món chay nhé. Đấy, và
Dầu đậu nành thì cho chúng ta dầu omega 3 69 giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch. À, dầu ô liu thì có khả năng chịu nhiệt cao, do lý tưởng cho các món chiên giòn, chiên xào và chiên giòn. Với nhiệt độ thích hợp ở đây là 170 đến 180 độ C thì sản phẩm này cho chúng ta có một cái khả năng chiên xào các cái món rán các món giòn rất là tốt. Và đặc biệt ở đây các dòng dầu thực vật này thì nó lại không có cholesterol, nên là mọi người những cái người mà bị tim mạch thì sử dụng cái loại này cũng rất là tốt. Đấy. Và sản phẩm này được bày bán trên toàn bộ toàn toàn quốc ở trong tất cả các cửa hàng tạp hóa cũng như là các cái cửa trong các cái siêu thị trên toàn quốc, nên các bạn có thể mua được rất là dễ dàng. Đấy, đó là những cái thông tin cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn trong cái video ngày hôm nay của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.